Chào các bạn, bây giờ chúng ta học về thức ăn nhé. Cơm. Cơm. Hạt cơm màu trắng, cơm được nấu từ gạo. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có cơm? Hình B có cơm. Cháo. Cháo. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có cháo? Hình B có cháo. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì được làm từ bột ngũ cốc hoặc bột mì. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có bánh mì? Hình A có bánh mì. Trứng. Trứng. Đố bạn, trứng gà nở ra con gì? Trứng gà nở ra con gà. Phở. Phở. Bánh phở. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có phở? Hình B có phở. Phô mai. Phô mai. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có phô mai? Hình A có phô mai. Ngũ cốc. Ngũ cốc. Ngũ cốc ăn cùng với sữa rất tốt cho sức khỏe. Mì. Mì. Mì là loại thức ăn phổ biến và tiện lợi. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào có mì? Hình A có mì. Bắp. Bắp. Bắp chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào là bắp? Hình A là bắp. Ớt. Ớt. Ớt có vị cay. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào là ớt? Hình B là ớt. Dừa. 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 Nước dừa uống rất mát. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào là dừa? Hình A là dừa.
đu đủ. Đu đủ. Ăn đu đủ giúp chống táo bón. Đố bạn, hình A và hình B, hình nào là đu đủ? Hình B là đu đủ. Bây giờ chúng ta ôn tập lại những gì đã học nào. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì được làm từ bột ngũ cốc hoặc bột mì. Cơm. Cơm. Hạt cơm màu trắng. Cơm được nấu từ gạo. Cháo. Cháo. Trứng. Trứng. Đố bạn, trứng gà nở ra con gì? Trứng gà nở ra con gà. Phở. Phở. Bánh phở. Phô mai. Phô mai. Ngũ cốc. Ngũ cốc. Ngũ cốc ăn cùng với sữa rất tốt cho sức khỏe. Mì. Mì. Mì là loại thức ăn phổ biến và tiện lợi. Dừa. Dừa. Nước dừa uống rất mát. Ớt. Ớt. Ớt có vị cay. Đu đủ. Đu đủ. Ăn đu đủ giúp chống táo bón. Bắp. Bắp. Bắp chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Video về thức ăn đến đây là hết. Chào các em nhé.